Hello anh em, mình là Vinh. Mình có một cái thông tin rất là bất ngờ dành cho anh em. Vừa tính đi ra ngoài cái mấy bạn marketing, mấy bạn bàn giảm giá con Makita 6723 ha, làm cái video báo liền cho anh em luôn. Chuẩn bị đi ra ngoài nè, vẫn đồ đẹp, chuẩn bị đi ra ngoài ha. Nhưng mà qua báo liền cho anh em luôn, qua kho nè, hàng mình còn nè. Quá đã, con này đang giá còn 790 thôi anh em. 790.000 cho một cái máy bắt dít, chất lượng rất là ok luôn ha. Hàng của Makita bảo hành 6 tháng chính hãng, dùng pin đầy đủ phụ kiện, nói chung là nhìn vô là anh em thấy ghiền liền đó. Cái máy này nè, đó, Makita 6723, mình nhắc nhẹ cho anh em biết ha, pin 4.8V đó, cho anh em xem. Mình sợ mấy bạn marketing làm không kịp đó, nên là mình qua kho quay lẹ cho anh em luôn, cho anh em nào đang có nhu cầu chạy qua cửa hàng mua lẹ đây, không kịp đi luôn á, chuẩn bị đi nè, bắt ráp chạy đi nè, mà thấy hấp dẫn quá giới thiệu liền cho anh em, tại sợ anh em nào mà quen đó. Đó, đây nguyên một cái hộp luôn ha, anh em thấy không, hộp dễ thương vậy luôn nè. Đó, hàng chính hãng luôn, anh em khỏi phải lo luôn. Đúng quá, đây, đó, anh em thấy đã không, đầy đủ những cái bộ vít luôn. Đây có cái máy nè, đó, quá đã. Rồi, chỉ có 790 ngàn thôi nha anh em, duy nhất tại sao là một. Giá này là giá khuyến mãi trong tháng 8 này nha, vừa mới thất thị luôn, chưa kịp làm banner luôn á, đó trước cho anh em biết đó. Rồi, tôi là Vinh, chạy qua 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, phố Hồ Chí Minh để mua nha, hoặc lên website đánh cái mã này 6723 DW, giá giảm trên web luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.